Xin thưa bà con bác, hiện tại ba Michael đang đứng đây nè. Bên đây là trường trung học cơ sở Lý Phong nè bà. Hồi xưa nó là trường Chí Dụng á. Bên đây nè, Kichi nè. Hồi xưa ở đây là một cái post cảnh sát. Post này ta gọi là post cảnh sát An Đông. Video này là video thứ hai trong ngày ba Michael quay phim. Thì cái video đầu tiên á thì ba Michael nó kể chuyện nghe đã lắm mà con, ngon ngọt lắm. Mà sao tự nhiên đến cuối video bây giờ ba Michael bị khẹt khẹt cái mũi, nó nghe cái mũi. Thành thử ra video này chắc khó kể chuyện cho bà con các bác nghe. Chắc bà con cô bác xem đường là ba Michael chỉ nói tên đường thôi nha bà con. Dạ bà con cô bác nhớ lại. À, đây là công trường An Đông nè. Chứ ba Michael không có kể một cái câu chuyện nó dài, nó xuyên suốt được. Tại vì nó kéo đờm xuống mũi với họng rồi. À, nói nhiều quá nó ngập thở lắm. À, đây là chợ An Đông nè. Chợ này thì đã xây lại mới rồi bà con. Đó, có những người khuân vác đó bà con. À, thồ hàng. Này người ta gọi là gì ta, củ vạn ha. À, không, gọi là dương bóp xếp. À, bóp xếp. Những người đó người ta gọi là bóc xếp. Đây là công trường An Đông. Ba Michael đi quay phim đó, nó có một cái bệnh muôn thở. Cứ đi là tự nhiên là giống như là không cho ba Michael nói nhiều vậy đó. Nói nhiều quá. Thành thử ra giờ nó tự động nó khẹt khẹt cái mũi, nó nghẹt cái mũi, nói nhiều cái là cái câu nó đứt quãng liền à, nó thở khó thở. Có bồ câu. Cho nên chắc có lẽ là sau này cái video đầu tiên của ba Michael có lẽ là ba Michael sẽ dùng nó nói nhiều nhất, kể chuyện nhiều nhất. Còn từ video thứ hai, thứ ba bà con cô bác thông cảm là chỉ có xem đường phố với ba Michael, rồi ba Michael sẽ đi, ba Michael sẽ nói những cái địa danh địa thử với bà con cô bác nghe. Ôi trời ơi, bà mẹ ơi, con chó khùng quá vậy trời. Ủa nó ngậm tờ tiền bà con. Trời ơi, chủ nào mà nuôi nó chắc ngon rồi nha. Ba Michael thấy tờ tiền nó rớt xuống, con chó để nó lụm lên, ông chủ cũng không thèm buồn nữa, để cho nó ngậm luôn nữa đem vô nhà. Ồ, hồi xưa ở đây có tiệm cơm gà siêu siêu nè. Trời ơi, con chó gì mà khôn đấu để trời. Kiếm được mấy con chó này ngon rồi nha, chó đi dạo vòng vòng nó giống như là ra mì. Rồi xin đưa bà con cô bác, đây là hồi xưa có hãng bánh răng, kem bánh răng nè. Hãng kem bánh răng Bơ Lon. Không biết cái hãng kem bánh răng Bơ Lon này có phải của Pháp không bà con. Nghe cái tên thấy giống của Pháp quá. Rồi bên đây là hồ tắm này, hồ tắm An Đông nè. Hồ bơi An Đông. À, nhưng mà trước năm 75 mình như nó là hồ tắm Đô Thành. À. Hồi đó khoảng năm 89 đó bà con, 89-90 á, ở đây có một cái tiệm bán kem. Một dãy đến buổi tối á, ngay bên tay phải ba Michael đây nè, họ bày mấy cái bàn ghế ra, bắt đầu họ bán kem. Kem mà dạng như kem ký á bà con. À, vô mua một dĩa kem. À, xong cái họ rắc lên mấy cái mứt nè, đậu phộng nè, đó. Cái ngồi ăn. Ba Michael khoảng năm 89-90, ba Michael thường hay ra đó ăn kem. Cuối tuần nha. Không hiểu bà con bán làm sao chứ ba Michael đến hồi xưa á, có một cái thói quen, nghèo thì nghèo nha bà con, nhưng mà đến cuối tuần cái là ba Michael thường hay hay đi dạo Sài Gòn lắm. Trước năm 75 thì gia đình của ba Michael cứ cuối tuần chủ nhật là đi ra xa lộ Biên Hòa chơi. À, nhưng mà sau năm 75 thì nó khó khăn quá cho nên là không có đi chơi xa nữa, nhưng mà cái thói quen đi chơi cuối tuần nó vẫn còn bà con. Có điều kiện á, có tiền chút thì đi sở thú.
Còn nếu mà không có điều kiện á, đi vô công viên á, hồi xưa công viên á, là nơi tập trung người nhiều lắm, không phải như bây giờ là công viên không ai vô đâu. Chứ hồi đó là công viên là cuối tuần đó đầu người dân người ta ra, cái người ta đem theo cái áo mưa, mua đồ ăn cái đem vô công viên ngồi ăn. Rồi lâu lâu xa xa nữa có điều kiện có tiền chút nữa đi cấp. Bây giờ thì nghe bà con có bác nghe cái từ cấp với bà con có bác nghe xa lạ quá ha. Ô cấp á, chứ hồi xưa ta đi cấp. Đố bà con có bác biết đi cấp là đi đâu. Còn mà xịn xịn nữa, hồi xưa mà dân Sài Gòn mà gọi là xịn sò nha bà con. Dân mà dân có tiền á, gọi là xịn sò lắm á, là đi Đà Lạt nha bà con. Chỉ có hai nơi thôi, dân Sài Gòn hồi xưa là hai nơi mà nổi tiếng luôn, đó là Vũng Tàu với lại Đà Lạt. Hồi xưa đi Đà Lạt là xịn lắm, không có kiểu như bây giờ mà giới trẻ nó đi Đà Lạt ngon như hồi đó. Mà nhắc tới dù mà đi được Đà Lạt là số 1. Trước năm 1975 á, là gia đình của ba Michael là có một cái căn biệt thự trên Đà Lạt, cho nên á, thường á, là đến hè á, là gia đình của ba Michael sẽ đi lên Đà Lạt chơi một tháng trên đó luôn. Chơi lần là chơi một tháng rồi đó, ở trên Đà Lạt một tháng. Rồi sau đó cái về Sài Gòn bắt đầu mới đi học. À, con đường này đường Trần Phú nè bà con, hồi xưa đó là đường Nguyễn Hoàng. Sau năm 75 là tới năm trước năm 75 thì năm nào cũng lên Đà Lạt chơi một tháng trên đó. Nhưng mà sau năm 75 là xin thưa bà con bác tới mười mấy năm sau luôn á, gia đình ba Michael mới lên lại Đà Lạt. Đó là vào năm 90, đến năm 90 ba Michael mới bắt đầu mới lên lại được Đà Lạt. Mà lúc đó là ở, là lúc đó là ở nhà thuê, đi thuê mấy cái phòng trọ hay là cái gì đó, ba Michael nhớ là như vậy. Là 15 năm sau á, 15 năm sau bắt đầu mới quay lại là Đà Lạt thêm lần nữa. Rồi đây là ngã 6 Cộng Hòa nè. Bên kia là đường Phạm Viết Chánh. Ở đây có một cái công viên nè bà con. Công viên này người ta gọi là công viên Phong Châu. Con đường này ba Michael đang đi là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hồi đó người ta còn gọi là con đường Hồng Thập Tự. Là con đường này đây. Sau năm 1975 á, con đường này cũng được đổi tên lại là con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là ngã tư đường Cao Thắng nè, với lại đường Cống Quỳnh với lại Nguyễn Thị Minh Khai. Bên tay phải này là bệnh viện Từ Dũ nè. Hồi xưa ra đây người ta gọi là Bảo Sinh Viện Từ Dũ. Sau năm 75 thì có một vài người cứ nói ba Michael là ở đây đường được đổi tên lại là xưởng đẻ. Nhưng mà cũng có một cô hay một bác gì đó nói với ba Michael là họ từng làm việc ở bệnh viện Từ Dũ này nè,
từ xưa hay gì đó không biết. Và cô ấy khẳng định với ba Michael nó rằng là bệnh viện Từ Dũ này chưa bao giờ đổi tên qua xưởng đẻ hết. Thì cái đó ba Michael không biết à, nhưng mà ba Michael dám chắc chắn một điều luôn là không biết thời gian đổi tên như thế nào. Nhưng mà hồi đó là bệnh viện này nó còn có một cái mang cái tên nữa, đó là bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Thêm cái từ phụ sản vô nha bà con. À, rồi đến năm nào thì không biết, nhưng mà bỏ luôn cái từ phụ sản là bệnh viện Từ Dũ thôi. Nhưng mà bệnh viện phụ sản Từ Dũ là sau năm 75 là có nha. Còn cái mang cái tên mà xưởng đẻ thì thật sự là ba mẹ còn không biết. Thì các cô chú anh chị và các bạn nào mà có sống từ cái thời mà sau năm 75 á, mà ba mẹ còn nghĩ chắc nếu mà có mang tên xưởng đẻ nha, ba mẹ còn nói thật chứ có xưởng đẻ ba mẹ còn nghĩ chắc nó cũng trong giai đoạn là, nói chung mình không biết nữa, nhưng mà ba mẹ còn chưa bao giờ nghe cái tên đó. Và cũng có một bác làm bác sĩ trong đây nói ba mẹ còn là lịch sử của bệnh viện là cũng chưa có tên xưởng đẻ à. Thì các cô chú bác là thời điểm nào các bác cho ba mẹ còn biết được là cái năm cụ thể chính xác không? Chứ lịch sử bệnh viện là ba mẹ còn không thấy cái tên xưởng đẻ. Và những người làm trong bệnh viện cũng nói với ba Michael, các cô chú đó, các bác đó, các cô chú đó cũng nói là bệnh viện không có tên xưởng đẻ. Vậy thì các cô bác nào mà nói bệnh viện này đã từng là xưởng đẻ Từ Dũ thì các bác có thể cho ba Michael biết rõ được là vào cái năm nào không? À, để ba Michael tìm. Trong cái giai đoạn nào? Bên đây phải ba Michael đây nè. Hồi xưa là gặp Olympic. Nơi đây là nơi đóng đô của ông Bầu Long á. Bên kia là quán ăn Tân Sinh Hoạt. Con đường này là con đường cách mạng tháng 8 với Nguyễn Thị Minh Khai. Phòng Vũ à, để ba Michael lát nữa sẽ ghé qua Phòng Vũ này để ba Michael kiếm cái dàn loa. Ba Michael đang cân nhắc cái dàn loa. Bà con cô bác có biết tại sao không? Tại vì ba Michael mua cái tivi mới ở nhà mới nè. Ba Michael mua cái tivi khung tranh á. Bình thường nó là cái tivi nhưng mà tắt á thì nó trở thành cái khung tranh. Mà do nó thiết kế mỏng quá hay sao á, cái loa của dàn tivi ba Michael nghe nó không có đã. À, sáng sớm mở dậy mở nghe nhạc nghe thấy nó yếu yếu sao á. Cho nên ba Michael muốn mua một cái sao ba. Đó, cái đoạn mà như loa thanh á. Ba Michael có một cái thói quen nha bà con, sáng ấy ngủ dậy là mở nhạc nghe, rồi pha ly cà phê, uống trà. À, cuối tuần của ba Michael là như vậy á. Còn ngày thường thì thôi khỏi nói rồi, bà con có bắt thấy ba Michael ra đường là uống cà phê ngoài đường không ạ? Nhưng mà cuối tuần là cho mình thời gian để mình thư giãn. Trời ơi con chuột. Ôi chà con chuột đó, chuột nhắc. Đây là khu
chung văn hóa lao động. Hồi đó ba mẹ cầu thường hay gọi, không có gọi chữ chung. Hồi đó ba mẹ cầu thường hay gọi đây là nhà văn hóa lao động. Bên đây hồi xưa là bộ tài chánh nè bà con. À, con đường này đường Huyền Trân Công Chúa nè. Câu lạc bộ nhà hàng Đoàn Viên. Đoàn Viên vậy là ở đây là của công đoàn đó ta. À, chắc vậy quá. Thường á, đoàn viên là nó liên quan đến thanh niên nha bà con. À, đoàn viên thanh niên. Đây là phía sau của Dinh Độc Lập nè bà con. À, có nhà hàng món ăn ngon nè. À, nơi đây hồi xưa là ông Nguyễn Văn Thiệu ở đây. Bên tay phải là sân vận động Hoa Lư. À, gửi xe. Con đường này là con đường được phép cấm đậu xe nha bà con. Nhưng mà mình gửi xe thu phí thì được phép đậu. Đó, mấy em mà nãy đó mặc áo xanh xanh đó bà con, đó là vô đó mấy em đã thu phí. À, còn bên đây nè, báo công an thành phố nè bà con. À, nơi đây hồi xưa là bộ phát triển sắc tộc, nó nằm ngay ngã tư này luôn. À, còn đường Nguyễn Du với đường này Huyền Trân Công Chúa, quẹo tay phải này là mình đi tới một cái nơi đó, hồi xưa nó là tòa đại sứ Đại Hàn đó bà con. À, bây giờ nó là tổng lãnh sự quán Hàn Quốc. Hồi xưa là tòa đại sứ Đại Hàn. Rồi sau năm 75 thì nó từng là một cái nhà trẻ 19 tháng 5. Bên kia có cái tòa nhà building bự bự cao cao rồi. Con đường này là con đường Thủ Khoa Hưng. Con đường này bà con bác thấy quán ăn, khách sạn cũng quá trời. Nhà hàng. Đây là ngã tư đường Lý Tự Trọng với Thủ Khoa Hưng. Thì xin thưa bà con ông bác, Lý Tự Trọng này hồi xưa là đường Gia Long. Mình nhìn thẳng luôn là mình thấy là cửa Bắc chợ Bến Thành đó. À, chúng ta đang đi trên con đường Gia Long năm xưa, bây giờ là đường Lý Tự Trọng. Right.
bên tay trái này công viên Liên Hiệp nè. Tự nhiên nó kéo đờn dữ trời. Bên tay phải ba mày gò đây hồi xưa là Bộ Quốc phòng nè. Bên tay trái này là nhà động viên. Còn đây là hồi xưa là quân cảnh tư pháp. Còn đây là Viện Khoa học Xã hội nè. Hồi xưa đây là Thư viện Quốc gia đầu tiên nè. Bên phải là Dinh Thượng Thơ. Bên tay trái là công viên Chi Lăng.